Vâng, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt tại triển lãm cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ. Và bây giờ thì tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau khám phá xem là cái triển lãm cá cảnh này có cái gì đặc biệt. Xin mời các bạn. Vâng, đây là con cá La Hán các bạn. Con cá La Hán có cái đầu gù, bơi rất đẹp. Con cá La Hán rất đẹp các bạn. Còn đây là bể cá King Kong, cá két xanh và cá két xăm. Các bạn có thể coi những cá rất là đẹp với những cái hoa văn rất là độc đáo trên cái thân. Trên thân cá thì giờ có những cái hoa văn như những bông hoa. Rất là độc đáo. Còn đây là những cái con cá vàng Ranchu các bạn. Cá vàng Ranchu, một loại cá khá lạ. Nó có thân hình hơi ngắn và có những cái đuôi rất là vui. Nhìn chú cá này rất là vui nhộn các bạn. Tôi không biết là cá này bao nhiêu tiền. Đây là những cái con cá vàng ping pong. Cá vàng ping pong. Nhìn những con cá này khá là vui nhộn các bạn. Rất đáng yêu. Đây là những chú cá thần tiên Ai Cập. Chúng có cái thân hình khá là mỏng manh. Và trong hội, trong triển lãm cá cảnh thì còn có cả những cái con tôm. Những con tôm đủ màu sắc. Vâng, những con cá La Hán thì được rất là nhiều người quan tâm. Tại vì cá La Hán thì nó có cái hình thù khá thú vị. Đây, các bạn có thể coi cận cảnh của con cá này. Rất là đông người đến với lại ngày hội cá cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cá hồng két, cá kim cương và cá kim thơm. Đây.
vườn hay con ở nhà. Đây là những con cá dĩa các bạn. Cá dĩa. Chúng có hình thù như những chiếc đĩa vậy. Đây là dòng cá chép đuôi phụng. Cá chép đuôi phụng các bạn. Đây. Cái đuôi rất là đẹp. Quay cận cảnh để cho các bạn thấy. Các bạn đây ai yêu cầu các bạn của các bạn luôn. Ai yêu cầu các bạn nhỉ? Đây, ai yêu cầu không? Đây là những chú cá coi. Đây được mệnh danh là những con cá ngàn đô đấy các bạn. Những con cá này thậm chí là có hàng trăm ngàn đô một con. Còn đây là bể cá của những cái con cá xiêm. Rất là nhiều màu sắc. Màu đỏ. Cá kiểm màu xanh. Rất đẹp. Còn đây là hồ cá của những cái con cá mè sói, cá ngừ đại dương, cá chó Nga và cá sói xám. Còn đây là những cái con cá bạch kim tài các bạn. Cá bạch kim tài. Còn đây là đại ca của trong hồ cá đấy các bạn. Đây là cá kim long. Ở đây thì có những cái con cá chỉ có 150 ngàn. Đây là cá koi các bạn.
Đây là cá koi do Việt Nam lai tạo nên cái giá cả nó cũng phải chăng, chỉ 150 ngàn. Đây là những hồ cá cảnh nhỏ. Có một con cá mệt quá chắc là đang nghỉ các bạn.